1, 2, 3. Rồi. Đi truyền thông nó sướng cả rồi. 1, 2, 3. Rồi, ok. 15 thôi. Ok luôn. 1, 2, 3. Rồi, qua đi. Đúng rồi đấy. Cho hết 3 xeo đấy luôn. 3 xeo. Anh bắt đây. 1, 2, 3. Anh đặt cái tên là Website. Chào các bạn. Hôm nay anh em ra anh cảng tham quan. Thì anh có giao lưu lại cho các cháu, các em, mỗi người một cây gọi là giao lưu tình cảm. Xin phép cái giá thì Website không tiết lộ được. Đấy. Chia sẻ quý vị các bạn biết cái thông tin vậy. Đây là một cây trực Nam Điền cổ. Đấy. Về em Huy. Đấy, về em Huy. Còn đây ông Biên, Biên cây ngoài này. Đây quý vị này. Mỗi người có một quà rồi. Website tiếc quá chưa đến lượt vì làm truyền thông nên là hôm nay không mua được. Phải là đẩy cho các em mua trước. Đấy. Cây này là của Huy. À Biên ơi, Biên. Biên mua cái này đúng không? Đúng rồi, đây của Biên. Đúng rồi, 36 là của Biên. Còn cây này là của em Đoàn điện thoại. Đấy, cây này của Đoàn điện thoại. Đấy, cây Đoàn điện thoại. Cây em Lịch ngoài này nữa quý vị ạ. Anh Cảng cũng rất nhiều tác phẩm. Và hôm nay anh để lại cho con cháu mỗi các cháu các em mỗi người một tác phẩm. Đấy, ngoài này của em Lịch Béo lên cây được quý vị ạ. Một cái thước phim bé thôi nhưng mà nó mang cái tính chất là cây cảnh giao lưu và luôn luôn trường tồn. Website chia sẻ một khoảnh khắc là như vậy. Đấy, quý vị em nào về Hải An, Hải Phòng thì đến với anh Cảng. Đây cây này của em Lịch Béo. Thì Website cũng đưa các cái bắt tay lên cho mọi người cùng biết. Cây này là một cây xanh quê nhưng mà được cắt giật rất kỹ. Có thể gọi là đồ chơi. Đấy, có thể gọi là đồ chơi quý vị ạ. Website cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Một thước phim ngắn nhưng mà ý nghĩa rất lớn. Chúc mừng tất cả anh em mua được cây nhá. Website xin dừng đây quý vị nhá. Thước phim ngắn thôi nhưng mà rất nhiều ý nghĩa. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.